Đố cô chú thấy một công chúa Elsa ngồi ngoài đó được đời không? Cái xì tai này là không có một ai giống một cái xì tai này hết. Ở trong nhà, lên niệm, lên ghế, lên giường. Cái số con này khổ nè. Ai tin Ngọc không? Khổ đó. Giống y chang như mẹ nó vậy đó. Số khổ. Cực. Ngồi ghế đồ này kia, niệm cái ấy đồ này kia là không muốn ngồi. Đem cái iPad ra ngồi vậy đó. Số là số đúng số cực luôn á chứ. Đi gì đi chân không. Tuổi già đó cô chú. Ăn rồi cái cứ đi đào bới đào móc hoài à. Nhưng mà coi kệ nó. Vậy mới hả phải cực á, mình mới tự kiếm được tiền. Chứ đâu có ai mà hả ngồi im đó mà tiền rớt xuống đâu. Mà thấy là thấy số cực rồi đó cô chú. Mình thấy con mình này vậy là thấy nó cực. Bởi vậy còn ở trong vòng tay ba mẹ ngày nào thì ráng nuôi nấng nó cho nó ấm im được ngày đó thôi. Sau này bước ra đời là tự động cực dữ lắm. Ai đời không? iPad mà đem ở đây dựng không biết sao mà tới ra tới đó mà iPad cũng còn wifi nữa. Trời ơi tôi không hiểu nổi con tôi luôn. Nè thí dụ như ở trong nhà à, trong nhà có cái ghế này. Mình lại ghế này mình ngồi mình cầm iPad mình coi cũng được vậy. Hay ngồi trước sân này kia ngồi coi cũng được vậy. Không, lôi ra tới giữa đường ngồi. Ai đi ngang gặp ai đi chắc biết làm sao không? Không có người chơi riết đó, cái buồn. Tôi đang nói cô đó. Cái bè đạp con quá à. Đó, xong rồi cái hả? Mẹ hỏi con nè, tại sao con không ngồi ở trong nhà mà con ngồi ở ngoài đường? Hả? Mới tắm xong nha cô chú nha. Cái đầu tóc này là mới tắm xong để cho nó khô nha cô chú nha. Tóc đây coi khô. Chứ cái con gì bu đậu nè. Trời ơi, con dĩ bay lên đầu nè. Đây nè, đầu tóc chưa kịp khô nữa nè cô chú nè. Đó. Trời đất ơi, có được đời không ngồi. Coi iPad, đúng là giang hồ thì chứ. Đi đi chơi gô đâu? Đi đâu? Chú Trì lại đi đâu? Hả? Để iPad trong nhà, để cái iPad nó nặng lắm, nó rớt một cái là nó dập chân con. Để bác nhà đi. Ngồi đó hả? Trời đất ơi. Được đời không? Chịu đời không thấu luôn. Eo xà, đúng là eo xà thì. Eo đâu là nó ngồi tới đâu là nó xà đó. Tới đâu là nó xà đó. Ê ê ê, không có cắt móng tay. Nhớ không? Không có được bỏ cái ngón tay lên cái miệng luôn. Ơi bây giờ này đi vô nhà ngồi đi. Đi vô nhà ngồi đi. Please. Sao hai mẹ con gì ai mà đi ngang qua nó trời. Hai mẹ con này thì khổ ghê thiệt. Mỹ không ai mà người ta ngồi ngoài đường kiểu này luôn á chay. Người ta có ngồi trước bãi biển đồ người ta này kia, người ta nằm đó người ta phơi nắng chứ còn không ai mà ngồi ngoài đường kiểu này mà bơi giác iPad coi ngồi cái tướng. Thì cái dân Ngọc mà Ngọc mà mỗi lần mà Ngọc á hả Ngọc làm việc thì thôi chứ mà Ngọc bỏ việc xuống mà Ngọc quay mà Ngọc nhìn nó một cái thôi là thì tim Ngọc tan chảy. Bởi vậy thương cỡ đó mới nuôi nổi chứ còn không thương mà không thương mà dạt vào mà tràn trề là nuôi không nổi mấy đứa nít đâu các bạn ơi. Thì nó nhiều lắm, có mấy đứa có con rồi mới biết được. Mình đang ngồi nó cũng bắt mình đi. Đang nằm nó cũng bắt mình đi, mình không muốn nó mình cũng phải làm. Bởi vậy mình phải thương thiệt. Thương như biển Thái Bình luôn á, dạt vào luôn mới nuôi nổi chứ còn không là chịu á. Hả chay ha. À. Cái miệng mới ăn kem xong đó cô chú. Được không, ngồi ngứa nữa gãi nữa thử. Cái này là đúng là đứa bé đứa trời ơi ngứa cãi như khỉ. Trời nói rồi nó còn cà khịa nó làm y như khỉ nữa. Không thấy đứa con nào như con tôi vậy ta ơi. Thôi kệ cho con hen. Bình dân vậy đi con hen. Cứ bình dân vậy cho mẹ. Vậy mà nó làm như nó sạch lắm. Nó đi xuống hồ. Nó không có dám đụng mấy cái rong. Không có dám đụng mấy cái sình. Nó nói cái rong cái sình dơ mà nó ngồi dưới đất. Tao nói hả nói không có bài bản. Không có logic gì hết.
coi tự tự mặc quần với luôn cô chú, cái bộ outfit này là nó tự mặc từ đầu tới cuối luôn á. Nó đem ra là đến giờ cho Ngọc mặc giùm thôi, nó là người chọn hết á. Hình như cái bộ đầm này là của chú Bình mua nè chay nè. Giờ đi xe đạp nữa hả? Cái miệng kìa, cái miệng ăn kem tới giờ còn dơ kìa, đi xe đạp. Ở chay có con chim đứng đằng kia kìa chay. Chay con chim đứng kìa chay. Hả? Hả? À, con không có con sẽ không có làm cho nó đau mà sao tại sao tự nhiên nó bay đi đúng không con? Ngộ hả con ha? À nó sợ ha con ha. Mình nó sợ mình lại mình bắt nó chạy luôn. Ê làm cái dây áo lên cho nó lên chút đi. Ừ. Rồi ok. Không vậy mẹ đang mẹ quay bằng điện thoại được rồi. Không được, đem cái cô của ba làm chi? Chi vậy? Thôi cứ đạp xe đạp thì đạp đi. Bây giờ có đi khai giác chiên với mẹ không? Có đi. Đạp xe đạp thì đạp xe đạp chứ không có vừa đạp xe đạp vừa cầm điện thoại. Muốn lái xe Lamborghini này không? Lái xe hả? Daddy. His shady car has battery in it. Hỏi ba coi cái xe coi còn có. Muốn đi bơi không? Đi tắm không? Muốn thay đồ đi ra ngoài sông dọc nước chút không? Ok, đi. Chạy chiếc xe đạp vô chứ không bỏ xe đạp ngay chỗ đó, chạy vô. Đúng rồi, người ta cái đường để cho người ta đi. Chạy vô, đẩy vô. Con giờ để đẩy như xích lô không? Được đời không? Xích lô. Thôi cho tôi xuống đây. Đúng rồi. Phố đông người qua, con chay nó kỳ quá. Trời ơi coi nó kìa. Được đời không? Được đời không? Đó có ai. Rồi bây giờ vô thay đồ để đi ra dọc nước nha. Nó đi rồi. Chút nữa chừng nào cho mấy chị vô mấy chị chơi ok. Oh, wow, nhiều quá ha. Bữa nay mặc đồ chay nó mới đi gymnastics về nè cô chú. Bữa nay mặc đồ các bôi không? No, it's mom, we don't have to cut him his mask. I want to beat the mask off. Ê nè, cái mask rồi tôi hôm qua mình kiếm được cái mặt nạ nè mà. Cái mặt nạ màu xanh á. Oh, in his costume is compared. Can you do it? Can you grab it? Ờ, con muốn mặc không? No, not yet. Ủa, không mặc hay sao? Kêu mày lấy làm chi? À, rồi, ok, giờ chơi sao? Mommy, you be the Elsa. Cái gì Elsa? Cái con này nó phải Elsa. Cái này ao lẹt mà. Ok, hello. Hi. Hi, ao lẹt. Hi. Cái gì, con không phải? Cái gì? À, hi, cat boy. À, hi, cat boy. Cat boy. Chỉnh nè, chỉnh lẹ nhanh á, cái đó là phản ứng nhanh đó nghe chay nghe. Mày đọc sai cái con phản ứng liền ngay lập tức, cái đó là phản ứng nhanh đó, quá nhanh. Cái gì hai cat boy? Hai cat. Cat boy sáng nay đi học gymnastics chưa? Yes. Rồi ai chở? No, I'm the daddy. Ồ hả, là sao? I'm daddy. Ồ con là daddy hả? Uh-huh. Vậy mày kêu con cái này ao là kêu cat boy bằng gì? Daddy. Okay. Hello daddy. Hello. Can you take me to the park? Yes, but he's not a kid too, but he's almost like him. À, là sao? À, sắc sắp cao bằng là phải không? Uh-huh. Okay, daddy, can I have some candy? Yes. I love candy, just like JD. She's my best friend. Well, yes. Yeah. Your best friend. Okay, right. Here, right. I buy you a toy. Ồ, con cảm ơn Daddy nha. Trời ơi, I Daddy. Buy you another toy. Trời ơi, Daddy mua đồ chơi cho con quá trời luôn. Con cảm ơn Daddy. Daddy ơi, lại đây con nói chuyện với Daddy một chút nè. Daddy ơi, con cảm ơn Daddy mua đồ chơi cho con, mua đồ ăn cho con, đi làm để nuôi cho con and nha. Here. Hả, thấy không? More. Mua nữa hả? Trời ơi, con cảm ơn Daddy. Con thương Daddy nhất trên đời này luôn á. Con thương mami nữa.
quá trời thương luôn, hôn ba miệng cái. Hôn quái. Thơm quá trời thơm luôn. Here we go. Ừ. Vàng á. Mommy, gì mua nhiều dữ hả? Nó thích thôi. Mommy, no, I was being your father this time. Ừ. So baby, it's order. Mommy. Yes. Daddy is weirdo. Yeah. Because he said he was doing something. Mommy, look at two kitty cats. Trời, hai con luôn. Mommy, no, he bought him a kitty. Mommy, can you stand? Okay. Mẹ đứng lên. Hello, con grab some puppies for you. À, con grab some puppy for you hả? Trời ơi, nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt mà con lấy mấy con, cái này đâu phải puppy. Con này nó còn là con gì đó. Ờ, nó là con mèo mà. I'm gonna put him in the basket and put this one in the basket. Okay. Mom, nó thích chơi vậy đó cô chú. So these are robots. Robots. Rồi, đúng rồi, mấy con này là con robot, cho cô chú coi mấy con robot đâu. No, you can't because it's reversing. Là sao? It's reversing, return to reversing. Nhưng mà cho cô chú coi cái mặt của con mấy con robot đi. Robot activate. Overall robot after face. Yeah, that's how he acts. À, đúng rồi, robot nói chuyện vậy hả con? Robot No, robot activate. Robot activate hả? Uh-huh, they said that. À, tụi nó nói vậy đó. Cat. Ba sáng này là Mommy, can you do this one? Ừ, giờ cho mẹ làm con này phải không? Uh-huh. Hello cô chú. No, daddy. Con tên là Catboy. Bạn này tên là Sabaloi. No, Owlet. À, Owlet. Rồi, bạn này là con là màu xanh nè, màu xanh lá cây nè. Bạn này là màu yellow nè. No, I'm not. À, gì, màu gì? I'm red. À, màu đỏ, màu red, đúng rồi. Quên, nhìn thấy lộn. Mèo. À, còn đây là bạn mèo robot nè, cô chú nè. No, this is not. Ủa, mèo đó không phải robot hả? This is a robot. À, còn cái này là con nói đi mèo bình thường. Mèo bình thường. Đúng rồi. Meow, meow. Đúng rồi. Để cao cao lên cho cô chú coi. À, con nói em mèo tên gì? Nói tên gì luôn. Cat. Chinga. Hả? Chinga hả? No, Chinga. Chinga là gì? When I was watching the movie. À, con coi ở trên phim là nó tên Chinga hả? Uh-huh. Ừ. Oh, and that's the key Chinga. À. Rồi, lên ghế ngồi luôn. Now we bula. Now we bula là gì? Mommy, how about we... Mommy, how about we get another daughter? Okay. Mommy, thôi, put it down. No, this is not PJ Masks. Ồ, không chơi chơi đó, tại vì nó không phải PJ Masks rồi. Mommy, put it down. Rối quá trời rồi, nó làm rối dễ sợ luôn. Cô chú có chơi không mà cũng rối nữa. Đây nè, mẹ sẽ là nữ hoàng bóng đêm. Mommy, that's... Cái con này tên gì của nó tiêu rồi? Mommy, that's Night Ninja, that's a bad guy. Night Ninja. Yeah, that's a toy. À, nó nói cái đó là bad guy, có nghĩa là người xấu. Cô chú Night Ninja nó đi quýnh lộn không con ha? Uh-huh. Ăn rồi đi quýnh lộn không? Mommy, and all the robots are right here. Nó có bán, con nhớ có bán gì khoa ngày tây không? Mommy. Có không? No. Dạ không, nói dạ không mẹ. Dạ không mẹ. Chứ ai bán gì hoa ngày tây? Mommy. Ai bán? How about we, Mom, how about this will be the mama and to go to the clinic day? À, đi rồi, cái này ví dụ là nó này này là bộ là mẹ là đi bán gì hoa ngày tây. Rồi còn cái này có đi bán gì hoa ngày tây không? Cái này là chay nè. Ừ, đúng rồi, đây nè, mẹ nè nha. Chay nè, cái mẹ cổng chay bay đi ra tiệm bán gì hoa ngày tây. No, drive. Anh à, không mom, không chạy hả? Mom, look, I catch you with my belly. Ừ. Làm sao? Mommy. Mom, how about mommy stay at her house and get her sister? Yeah. Bây giờ là cô muốn có em trai hay em gái? Em trai. Cô muốn em trai hả? Uh-huh. Tại no. Tại sao con lại muốn được em trai? Con muốn em trai. Con muốn em trai hả? Hay là con muốn em gái? Con muốn em gái. Em muốn em gái hay em trai? Suy nghĩ kỹ đi. Muốn... Em gái. Em gái phải không? Em gái mà kêu em rái là gì? Em gái g g.
Đây nè, những cái con PJ Masks này mà con không có chơi nữa là con bỏ vô cái bịch này cho đúng là cái chỗ chơi của PJ Masks nghe chưa. Bây giờ con nói là con lớn rồi, con đứng lại cái tủ coi cô chú con lớn tới cỡ nào. Đúng rồi. Đúng rồi, con mở được cái đó rồi là con sắp lớn rồi mà lớn. Mày nói lớn là phải làm sao? Lớn là phải ngoan hơn. Mommy, in here have brother. Là phải nghe lời mẹ hơn. Can you hold this one too? Là phải hello. Ngoan. Xin chào. Tôi xin tự giới thiệu, hai mẹ con tôi bán nhị khoa nghề Tây. Con có học sao mẹ? Hả? Trời ơi, nhiều đồ chơi quá hả? Mommy, can we do it again? Chơi nữa hả? Ok, rồi nói chuyện đi. Hello. Xin chào. Mom, this time I'm being nice. Rồi, ok, lần này là đàng hoàng nha. Ok, yeah. Bây giờ nè, tôi hỏi anh nè. Mom, put your arms down. Rồi, bây giờ nè, mẹ, bây giờ mẹ. Mom, how about we switch again? Ok, bây giờ mẹ hỏi con một câu hỏi này để trước khi mẹ cho con ăn kem nè. Ok, con là con vịt hay con thiên nga? Con jay. Trời ơi, lần này trả lời đúng hả? Hả? Trời ơi. Catboy. Con là catboy phải không? Con Mi. Mẹ sẽ là Nine Ninja. Đó, coi Nine Ninja quýnh lộn nè cô chú nè. Đó, coi con mắt của Nine Ninja nè. Đó, thấy ghê chưa? Trắng tay luôn nè. Quýnh lộn. À, rồi nay Ninh trà xỉu luôn, thua rồi, đánh không lại Catboy luôn. How are we doing again? Mà tại sao mình lại chơi 2-1? Mình phải chơi 1-1 chứ sao mình chơi 2-1, đúng không? Hai người mà đi đánh một người như vậy không có phe, không có công bằng chút nào hết. No. Một người đánh với một người thôi, đánh tay đôi thôi. Chết chưa? Còn nhớ không, mình không được ăn hiếp bạn nhớ không? Đúng không? Uh-huh. À, bởi vậy tự nhiên. Mom, how about you be nice? Hả? Mẹ nai chứ, nãy giờ mẹ nai chứ mẹ đâu có làm gì đâu mà không nai. Mom, mẹ đi ra đi, mẹ đi ra lấy cái đồ kẹp cái tóc rồi. No. Tóc nãy thấy bạc quá. No.